Hello, Lisa kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ ba, 31 tây tháng giêng năm 2017. Chương trình khai dân trí số 43 bắt đầu. Trước khi vào chương trình cũng như thường lệ, Lisa kính mời tất cả quý vị và các bạn hãy lắng nghe một ca khúc để chúng ta đi vào chương trình. Thời loạn, một sớm anh lên đường dã từ xóm làng, đi theo đơn vị chiến đấu bảo vệ quê hương. Tôi tiễn anh đi và đặt vào anh một niềm tin tuyệt đối. Anh sẽ xứng đáng là người chiến sĩ oai hùng. Tôi và các bạn anh sẽ hẹn ngày tái ngộ cùng anh. Sẽ lắng nghe anh kể các chuyện miền xa của đời lính chiến, gió núi mưa rừng, với tiếng đạn réo chen trong tiếng hô xung phong giết giặc. Trăng đầy rồi trăng lại khuyết, xuân qua hè tới, thu lại đông sang. Tuy sự chờ đợi có dài lâu, nhưng tôi vẫn tin tưởng có một ngày anh sẽ trở về trong vinh quang chiến thắng. Bài hát này Dạ Lan xin được tặng các anh chiến sĩ mũ đen của lực lượng thiết giáp anh hùng, và cũng xin được tặng cho các anh chiến sĩ pháo binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Người trái nơi chiến tuyến,
chào mọi người. Lisa trở lại chương trình. Câu hỏi đầu tiên, chị ơi, chị hãy lên tiếng nói đi chị à. Việt Kiều về Việt Nam ăn Tết bị rọc qua ly quá trời rồi kìa chị ơi. Là chị trả lời cho em, chị ủng hộ cho rạch nhiều vali hơn nữa. Và Việt Kiều mà có về Việt Nam đó thì các bạn canh me giật điện thoại cho nhiều một tí, hoặc là chém nó phập 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 luôn, để cho nó sợ nó đừng bao giờ về Việt Nam nữa. Cái gì chứ cái này chị ủng hộ, chị không có chửi. Tại sao vậy? Bởi vì ở bên Mỹ này, ở bên châu Âu là thiên đường, mà không chịu ở phải đi về địa ngục để làm cái gì? Đặng đĩ ở trong nước Việt Nam các em thấy rồi, Tết hả, ta nói nó như cái chùa Bà Đanh chết, những này là kêu bằng là 118.000, những này là người chết về tai nạn giao thông, 2.300 cuộc ấu đả lẫn nhau, đánh đập lẫn nhau, đi về địa ngục để làm cái gì, đi về đặng đĩ để làm cái gì? Cho nên em gửi cái câu nói này cho chị, chẳng những chị không lên tiếng, chẳng những chị không chửi những tụi hải quan, mà chị ủng hộ cho hải quan nó phải làm mạnh hơn nữa. Bởi vì Việt Kiều nó về Việt Nam nó đéo có thưa gửi được mẹ trơn á, cho nên cứ việc cởi vali mày ra. Nghe nói rằng á là Lisa mất nhỏ cho những cái tụi hải quan ở Việt Nam biết luôn nữa, là Việt Kiều nó về trong tương lai đó, nó mua thịt bò bên đây miếng bự 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 khô bê vậy nè, với dạ vấn này là đồ ăn thập hợp được đây đó, tụi bay đè ra, tụi bay lấy hết về cho vợ con tụi bay ăn đi. Bởi vì đồ bên Mỹ nó chất lượng lắm, nó không có kiểm nghiệm, nó kiểm nghiệm, nó không phải là đồ độc đâu nha. Cho nên Lisa ủng hộ 100% nha. Cho nên rạch nhiều hơn nữa, lấy hết vali nó luôn, báo mất vali luôn, về chép Việt Kiều luôn, về đập Việt Kiều luôn. Bèo ủng hộ, Lisa ủng hộ. Trời
Trừ những người nào mà về mà ở, chẳng hạn như là về cùng với dân tộc Việt Nam, hoặc là về Việt Nam để mà thăm gia đình chừng một hai lần, lâu lâu về không có đem đồ đạc nhiều đó, thì cái đó Lisa còn lên tiếng. Hoặc là những người nào về Việt Nam mà đấu tranh giống như là cô Mã Tiểu Linh đó, giống như là những đây là cái bằng đó là hả, những người nào mà những đây là ở bên hải ngoại này, như ông Đỗ Thành Công trước kia, như chị trước kia, về mà để cho mọi người tuổi trẻ Việt Nam biết, để mà cùng với tuổi trẻ Việt Nam, cho tuổi trẻ Việt Nam có thêm một cách lòng để mà đứng lên, để mà những điều là cái quyền lợi đó thì mình ủng hộ ha. Còn mà về mà ăn chơi trác tán, về mà sung sướng, về mà giống như là cô Tấm về làng đó, thì Lisa ủng hộ cho hải quan càng đè đầu hơn nữa. Chẳng những hải quan mà dòng họ, cho tới vấn đề là kêu bằng là hả, những người ở tại Việt Nam đè Việt Kiều ra mà đập cho nó một lồi bận hỏng nó ra, bỏ cái tật mà những này là đi về Việt Nam nha. Nghe chưa? Lisa bên đây mà nghe tin mà ông Việt Kiều nào ở ngoài mũi né đó mà nó cúp điện rồi đó, ông dậy ra, ông bệnh tim, ông nằm, ông chết đó, trời ơi, Lisa mừng dễ sợ. Người ta gửi giấy tờ cho Lisa, Lisa liền mẹ thùng rác đi, cho chết luôn đi, đi về Việt Nam thì chết luôn, chết luôn, rồi bỏ luôn, khỏi can thiệp mẹ. Ông Donald Trump, ông đang siết về di trú. Những người nào mà đi qua bên Mỹ rồi, trước kia qua đây thì xin tị nạn chánh trị rồi bảo lãnh dòng họ qua, mà bây giờ lại đi về Việt Nam ăn chơi, tức là chứng tỏ cộng sản không đánh không an nguy đến tính mạng, thì ở bên bển luôn đi, vô Mỹ làm quạng khỏi còn chấp nhận, đi đi về luôn đi, tước mẹ quốc tịch luôn, có quốc tịch phế quốc tịch, có thẻ xanh Việt bỏ thẻ xanh luôn. Cho nên Việt Kiều nào mà nó về Việt Nam đó, thấy không? Các bạn đừng có tin đó, nó về nó ăn chơi được kia rồi đó hả, nó đi đâu đó, hãy đi chơi mà cặp cô nào ở Việt Nam là đè đầu ra lấy tiền cho Lisa. Bởi vì những cái thành phần mà cứ rồi sắp đất đi về Việt Nam hoài á, bên đây không có làm gì mà được nhiều hết, làm gom được chập tiền cái chạy về Việt Nam mà ăn chơi vẫn là, cho nên đè đầu ra phải lấy tiền, mày than gì mày than kệ nó. Còn đa số Việt Kiều nó về nó nổ không à, bên đây nó làm kỹ sư, nó làm những này là khi bạn nó làm thạc sĩ luật sư được kia, bên đây mà anh làm luật sư giỏi quá anh đưa tiền đây, kéo dòng họ bà con những này là kêu bằng là đại bác bắt không tới đó, chạy ào ào lên trên trển những này là xin tiền, thấy không, làm vậy đi. Bởi vì Lisa và cộng đồng người Việt đang đánh sập cái nền kinh tế của đảng Địa, mà những cái tên này đi về Việt Nam ăn chơi trác tán, đưa đô la về Việt Nam như vậy là làm cho thằng chó đẻ đảng Địa này nó càng sống lâu thêm nữa, chứ không có mẹ gì đâu. Còn những gia đình nào mà có Việt Kiều bắt đầu là về gửi tiền để mà mua nhà, xây lên 5-6 tấm rồi ngồi đó ăn chơi không biết mẹ gì, kệ mẹ nó, bây giờ làm sao đó làm. Chỉ có biết lo cho bản thân mình không à. Vô hỏi Lisa, trời ơi chị bây giờ có chừng nào đổi tiền, làm gì đổi tiền. Chánh trị nó không phải 1 cộng 1 bằng 2. Chánh trị không phải là ở bữa nay đúng giờ này tháng này tôi đổi tiền. Nếu như vậy thì làm sao nó cướp tiền của các bạn được. Chánh trị là phải mờ mờ ảo ảo. Chánh trị là bây giờ nó tung ra đổi tiền, nhưng mà nếu cộng đồng người Việt Nam hoặc cái tin đó xì ra bên ngoài thì nó có thể nó ngưng lại, bắt đầu nó ra tiền, nó in tiền hàng lọt ra. Để chi vậy? Để nó phá giá đồng tiền. Cho nên ai cầm 1 tỷ đồng Việt Nam thì chỉ mất mẹ nó đi, chỉ còn có 500 ngàn thôi. Ai cầm 100 ngàn Việt Nam thì bây giờ nó sụt xuống còn chỉ có 50 ngàn thôi. Ai cầm 200 ngàn đồng tiền Việt Nam thì bây giờ nó chỉ còn có 100 ngàn thôi. Bởi vì tiền nó in ra ào ào, tiền thật cũng như tiền giả cùng cái số series với nhau không? Các bạn thấy rõ ràng là nó như vậy. Chính trị là nó như vậy đó. Giống như thằng chó đẻ Hồ Chí Minh vậy đó. À, người dân tại miền Nam Việt Nam đâu có biết được là cái lũ chó đẻ ở ngoài Ba Đình, cái lũ súc vật cai trị ở bên bởi, nó muốn xóa hết tất cả những gì của miền Nam Việt Nam đâu. Chánh trị là nó như vậy đó. Chánh trị tại sao mà nó tôn thờ thằng chó đẻ Hồ Chí Minh mà nó không đi ra ngoài Hà Nội là cái trung tâm, mà vấn đề là hành chính của nó, mà nó dẹp mẹ cái Hà Nội, nó để là thủ đô hồ chó đẻ đi, sao nó không làm hả? Đúng không? Các bạn suy nghĩ đi. Thằng chó đẻ Hồ Chí Minh nó ca ngợi, nó bắt mọi người phải tôn lên thần thánh, thì tại sao ngoài cái thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não của nó, sao nó không đem thằng hồ chó đẻ ra ngoài nó để đi? Mà tại sao mà nó
lại đi vào Sài Gòn, nó bỏ cái tên Sài Gòn để mà nó để tên vô là thành phố Hồ Chó Đẻ, thành phố Hồ Chó Minh. Đây là một cái con đường mà chính trị mà mưu mô mà sâu xa và xảo quyệt như vậy đó. Rồi bây giờ nó cướp đất, cướp nhà của người dân miền Tây. Hôm qua chị đã coi được một có người ở trong vấn đề là ban kiểm tra dân số cho chị biết là người dân ở miền Tây thật thụ bây giờ không còn là bao nhiêu, bởi vì họ tìm đường đi Úc, đi Pháp, đi Mỹ, đi Nhật, đi đủ thứ các nước để đi làm ô xin qua cái danh nghĩa xuất khẩu lao động. Ước tính rằng trong vòng 5 năm tới đó là kêu bằng gần 20 triệu người dân miền Tây sẽ lũ lượt để mà tìm đường đi qua bên Thái Lan, qua Campuchia để làm ăn. Để chi vậy? Để cho những người ở miền Trung, ở Hà Nội cũng như những thằng Tàu Cộng nó sẽ vào để mà nó dày đặc ở tại miền Tây hết trơn. Cho nên sau này mà có về miền Tây mà tìm lại được những người nói tiếng miền Tây như Lisa, như các bạn, chắc đếm trên đầu ngón tay thôi. Đó là cái chính trị đó. Cho nên quý vị và các bạn khi vào diễn đàn mà đặt câu hỏi với Lisa, đừng bắt buộc Lisa phải đưa cái tin đó là chính xác 100%, 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4. Chính trị không bao giờ có cái điều đó xảy ra nha. Tất cả những người nào làm chính trị cũng đều hiểu rõ được là mờ mờ ảo ảo, dương đông kích tây, thật hư hư thật, phải giả như vậy đó. Bây giờ thí dụ chính trị, bây giờ thí dụ như các bạn coi những cái bộ phim từ xa xưa cũng vậy. Nếu mà bây giờ nó ra một cái chiến thuật để chuẩn bị nó quách bên kia rồi, bên kia nó đề phòng rồi, các bạn dám đâm đầu qua để cho nó quách không? Dám không? Không. Chính trị là giả bộ nói quách để cho bên kia mày phòng thủ, mày thức, mày canh chừng để mày quánh. Nhưng mà tao bên đây tao không quánh. Tao cứ đánh trắng khu chiên đùng 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 lên sơn phong. Để bên kia mày động binh, mày kêu mày giật đầu mấy cái thằng đó. Nhưng mà cái bọn nó thức dậy mẹ nó hết trơn. Để mà chuẩn bị nó nghênh chiến. Nhưng mà khi mà đánh cắp lên và bên kia nó chuẩn bị nó nghênh chiến, thì bên đây nó ngồi làm thinh, nó uống nước trà. Nó để cho mày, nó ngủ. Ngày hôm sau nó cũng chơi cái màn vậy, sơn phong, để cho bên kia nó nhảy lên, nó nhào nhào lên. Lần thứ ba nó cũng dùng, bắt đầu là nó kêu là bây giờ chiến này sơn phong là phải sơn phong thiệt nha. Thì bên kia hai lần, ba lần rồi, đến trong khu chiên mà bên đây nó đâu thèm chạy qua, nó quách đâu. Cho nên nó cứ tưởng ở đây là chọc tức đó thôi. Cho nên lần thứ ba kêu sơn phong, mấy thằng kia nó nói, thầy mẹ nó cũng giống y như mấy lần đầu, thôi kệ nó ngủ đi. Thì nó tràn qua, nó quách không còn một con giáp luôn. Đó là mưu lược chính trị. Cũng giống như là đổi tiền, nó giả bộ, nó tung lên là đổi tiền. Bây giờ nó biết rằng người dân đã rút tiền ra hết rồi, thì bây giờ nó không giả gì nó đổi tiền, mà nó tung ra một cái chiêu là nó in tiền ra giống như là tiền vàng mã. Chưa kể tiền giả nó ào ạt vào Việt Nam để mà đánh sập đi cái nền kinh tế Việt Nam, để làm cho những người nào mà ôm đồng tiền Việt Nam phải thất bại một cách ê chề mà không quát than được cái đảng đỉ. Hiểu chưa? Bây giờ tao vô tao cướp tiền mày, thì mày có thể là cả nước nổi lên lung lai chế độ. Bây giờ tao tung tiền ra ào ào, tao phát hành ra tờ giấy 1 triệu đô la, mày ôm 1 tỷ đồng của tao, thì tự nhiên 1 tỷ đồng của mày chỉ còn có 500 triệu mà thôi. Bởi vì tiền tao chúng mày là ra ào ào, mày muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, bởi tiền đó là tiền vàng mã. Nếu Lisa cũng in ra ào ào, kệ mẹ nó, in tiền giả ra thôi. Người dân Việt Nam không được quyền xài đồng đô la, chỉ xài đồng tiền của đảng đi, cho nên nó tung vô tội giả thôi. Ai không có tiền thì từ đó tới giờ dự trữ vàng vòng, thì bây giờ cầm vàng ra bán. Thậm chí nó không thèm mua vàng vô, bởi vì vàng đó là vàng giả. Nó đã biết đó là vàng giả, nó không thèm mua vô luôn nữa. Cho nên cái mưu lược mà chính trị của đảng đi là nó như vậy đó. Biết chưa? Nó giả bộ, nó nói là quân đội sẽ đứng về người dân để nó dụ đó, biết không? Nhưng mà trên quân đội, những thằng mà thứ trưởng ở trên quân đội là toàn là tình báo Hoa Nam không. Người dân mà nổi lên đi, coi quân đội có đứng về người dân không?
Bây giờ có mạng Facebook, bây giờ tiếng nói của Lisa nó vang dội khắp bốn biển năm châu, bây giờ sợ rồi. Ngày xưa nó coi người dân như là con trùng con dế, bây giờ nó giao bộ nó làm màu. Một cái cô bé nào hay cô gái nào mà vẫn đây là đi lạc ở ngoài đường, hay là vẫn đây là mẹ nó ra gần 25 tuổi rồi mà còn đi lạc nữa, vậy mà nó nắm đầu vô, nó giao bộ nó bới chén cơm nó đưa cho, rồi cô gái đều quỳ xuống cảm ơn mấy anh cảnh sát giao thông rồi ăn chén cơm đó. Mẹ nó ra làm trò vậy đó, làm trò vậy nó đăng lên trên báo, các bạn nghe được không? Khoải chi một đứa em bé mà khoảng chừng 5 tuổi hoặc 10 tuổi đi lạc vô ẩm cho ăn cơm thì mình không nói. Một con nhỏ con gái mà lông nó mọc rậm hết trơn rồi, thiếu điều nó trở thành bà cố nội luôn rồi, mà đem vô trong cảnh sát giao thông đăng báo lên là cô gái đi lạc, được vấn đề là các chiến sĩ đem vô cho ăn, nó tuyên truyền cái kiểu như vậy đó. Rồi một cô gái chắc là đi ngoài đường, chắc là cảnh sát giao thông đưa về nhà để kịp ăn mừng giao thừa. Các bạn thấy ngô khốn nạn chưa? Mà đưa về nhà ăn giao thừa, khỏi ra cô gái này là ai? Là người của nó. Là người của nó. Trời ơi, cái đảng đỉ nó coi người dân tộc Việt Nam giống như là một đứa con nít mà bị thiểu năng vậy đó. Cho nên nó trong tay nó đã nắm hết tất cả những cái truyền thông ở trong nước rồi. Cho nên Lisa kết lại, các bạn đừng vô hỏi Lisa là ngày nào, giờ nào, chính xác là nó đổi tiền nha. Nói tới đảng đỉ, sự ngang ngược của nó đó, Lisa nói thật với các bạn ở tại Việt Nam đó ha, nó lật còn hơn là bánh tráng phồng, nó lật lỏng đó, nó lật còn hơn là bánh tráng đó. Bánh tráng mình còn để cho nó 2-3 phút rồi mình lật nó qua, còn nó tao nói nó lật qua lật lại y như là múa quạt vậy đó. Lisa chỉ là người nhận được những thông tin thì Lisa truyền bá ra cho tất cả mọi người cảnh giác, để cho mọi người cảnh tỉnh. Chỉ vậy mà thôi. Ai khôn ngoan, ai thông minh thì nghe những lời nói của Lisa. Còn ai không nghe những lời nói của Lisa, phớt lờ luôn thì chừng nào nó tới thì lúc đó tự bắt đầu la làng lên, khóc la lên, không ai giúp cả đâu. Ở tại Việt Nam bây giờ nó làm cho người dân Việt Nam chỉ biết thụ hưởng và thụ hưởng mà thôi. Mày vô bưng bô cho tao thì ok, còn mày không bưng bô cho tao thì tao ghét tội mày là phản động. Các bạn thấy có một cái đất nước nào mà bảo vệ mà tự nhiên tình nghi là những này là bảo vệ mà nó quánh cho những này là ối cào đồn ra ngoài tới chừng phát hiện ra là bảo vệ đó. Các bạn thấy không, một ông cụ chiến binh mà thương binh mà cấp 2, cấp 3 rồi, chỉ cần đụng xe một cái thôi nó tràn qua nó đập cho mày những này là sình phổi luôn. Ông này có nói tôi là cụ chiến binh, cũng như mày cụ chiến binh kệ con gái mày, mày xã hội này không có cụ chiến binh, tao chỉ lợi dụng xương máu của mày thôi chứ mày không có cụ chiến binh như trước. Quánh cho ông già cụ chiến binh này mà chết đảng đỉ nó còn mừng nữa, bởi vì nó đỡ tốt một cái phần lương mỗi tháng để mà nó chi trả cho mấy cái ông cụ chiến binh này. Vui không? Đụng xe rồi là nó đi ra, nó đè người ta, nó cắt cổ ngọt liệm ở giữa đường phố luôn. Vậy đó. Có ai bên Mỹ này các bạn đụng xe người ta xuống, người ta còn thăm hỏi các bạn đàng hoàng, hoặc ta gọi cảnh sát tới để làm giấy tờ rồi bảo hiểm insurance người ta thường. Nhưng mà ở tại Việt Nam đụng xe rồi nó nhảy xuống, nó rút dao trong người ra, nó khứa cổ ngọt liệm ở giữa đường luôn. Các bạn thấy báo chí nó đăng đó. Một cái xã hội khốn nạn như vậy đó. Nó đã, đó là một cái chính trị đó, nó đã tiêm nhiễm vào cho người dân Việt Nam mất đi cái lòng tự tình của dân tộc Việt Nam, lá lành đùm lá rách đó, làm cho người dân Việt Nam bây giờ thờ ơ kệ mẹ nó, ai cũng thờ ơ như vậy, để cho thằng Tàu có cái cớ nó mới đi vào được Việt Nam. Cho nên đừng có bao giờ mà kêu Lisa mà đi về Việt Nam nữa. Bây giờ ở miền Tây, bây giờ người dân thật sự ở miền Tây không có còn bao nhiêu đâu. Không có gia đình nào nó tản lạc nó đi mẹ trơn rồi. Chỉ cần 5 năm tới thôi về miền Tây mà tìm một người mà rạc ri mà nói tiếng miền Tây cũng hơi khó rồi đó. Không bị ăn đồ độc chết thì cũng làm mùa màng thất thoát, thì cũng bắt đầu đăng ký để chạy đi làm ô xin. Chứ ở Việt Nam giờ làm gì sống? Ruộng lúa bị ngập mặn mẹ trơn lấy gì sống? Buôn bán thì nó tìm cách, vấn đề là cái bằng là chỉ thị này là về chính trị mà bên thằng Tàu nó đưa qua mà. Bây giờ thay vì mày giết nó, mày đuổi nó đi đó, thì thế giới lên tiếng, người dân nổi loạn. Bây giờ mày cứ âm thầm mày xiết kinh tế nó vô bằng cách nó buôn bán, là mày đánh thuế lên cho tao ngất ngưỡng đi. Thằng đảng đỉ nó biết các bạn làm ăn lỗ lã không? Hả? Nó biết.
Nhưng mà tại sao nó biết mà vẫn đưa cho những thằng này, vấn đề là đóng thuế các bạn, dẫn vấn đề là cái bằng là đàn áp các bạn như vậy, để cho các bạn phải triệt đi con đường không sống nổi nữa, để các bạn phải bỏ nước, bỏ nhà, bỏ cửa, để mà đi qua một cái nước khác để mà sống. Thì khi các bạn đã bỏ nhà, bỏ thành, bỏ cửa, bỏ nước rồi thì đương nhiên thằng Tàu nó sẽ tràn vào. Nó tràn vào danh chánh ngôn thuận là nó sẽ mua những cái nhà cửa của các bạn và nó ở đó, nó sân sôi nảy nở. Về chánh trị là nó như vậy đó. Những căn nhà nào mà giàu có ở tại miền Tây, ở tại miền Nam là toàn là những thằng ở ngoài Hà Nội làm lớn bất kỳ. Nó vô nó mua để nó ở ngoài mặt tiền hết trơn không thấy sao. Mà người dân Việt Nam ở tại miền Tây hiền lành không cần biết, cứ nghĩ rằng ừ đây là danh chánh ngôn thuận mà. Bởi vì mình khổ quá, mình bán nhà của mình cho nên nó bỏ tiền già hồ ra nó mua mà. Căn nhà mình bán cũng được giá lắm rồi, mình nó mua căn nhà này 20-30 cây vàng mà. Cho nên bây giờ thôi nhà của nó giờ thưa gửi cái gì. Thậm chí bây giờ bán nhà xong rồi lấy tiền để ăn xài cho nó hết mẹ rồi, bắt đầu là đi vô ở bờ ở bụi với kệ mẹ nó. Đó là cái mưu đồ chánh trị đó. Chánh trị mưu đồ về kinh tế, về quân sự, về bạo động, về xã hội, tất cả đều dính vào chánh trị cả. Nhưng mà đảng Đĩ là không bao giờ mà cho người dân hiểu biết về chánh trị cả. Anh đi làm cho công nhân viên, anh đi làm cho nhà nước, nó cũng đánh vào chánh trị đó. Bởi vì khi đi vào làm trong trọng là anh phải theo cái luật lệ, phải làm sao bảo vệ được chế độ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì anh ăn tiền của nhà nước cho nên còn đảng là còn mình. Nhưng mà những thằng đầu bò nào đâu biết là đảng Đĩ nó không còn một đồng bạc nào đâu. Ôi ơi, tiền của đảng Đĩ là do nó hút máu của người dân, nó bắt người dân đóng 1 triệu cái thuế, rồi nó lấy tiền đó nó chi trả cho những thằng đầu bò cắt ké kỳ nhông để bảo vệ chế độ. Khi mà nó dư tiền hoặc nó mượn tiền ở nước ngoài về rồi thì nó gửi qua cho con nó mua nhà mua cửa để mà đi trước hết trơn, qua đây ăn học bên đây không. Con cháu của cộng sản mới học lớp 2 thôi là nó đã đưa qua đây đi học rồi. Đâu có để trong nước Việt Nam mà học ba cái chuyện mà những này là kêu bằng là xàm xí đúng ở Việt Nam đâu. Để cho con dân Việt Nam vô đó mà vỗ tay mà những này là ca ngợi thôi. Nha. Yeah. Cho nên Lisa xin nói lại rằng cái tin đổi tiền có thể là do chính cái lũ chó đẻ đảng Đĩ này, nó bắt đầu là kêu bằng là có thể là người của nó tung ra cũng không chừng để mà đưa cho chị. Chị ở bên đây thì chị nhận tất cả những cái thông tin cả hết. Hiểu không? À, cho nên thứ nhất là chúng nó có thể trục lợi từ tin đồn để làm sao? Để cho người dân mất cảnh giác. Mà nó đồn đi đồn lại như vậy để chi vậy? Để cho vấn đề là người dân cứ nghĩ rằng là không sẽ xảy ra. Thì giống như hồi nãy Lisa đã dẫn chứng rồi. Bây giờ đồn bữa nay đổi tiền nó không đổi, ngày mai đồn đổi tiền nó không đổi, người dân tha hồ giữ tiền hoặc đem tiền gửi vô tiết kiệm, đùng một cái nó đổi tiền, lúc đó ngồi mà tự dẫn luôn. Vậy thôi à, trong binh pháp chánh trị là nó như vậy đó, hiểu chưa? Nha. Đó, trời ơi các bạn thấy không? Ừ. Ngay cả những ông Việt Nam Cộng Hòa của ngày xưa bị nó dụ đó. Chúng ta cùng là một dòng máu da vàng máu đỏ, các anh ở miền Nam thì chúng tôi ở miền Bắc. Cho nên bây giờ chúng tôi được lòng dân ủng hộ, cho nên chúng tôi vào, chúng tôi giải phóng miền Nam. Cho nên các anh cứ thu xếp và trình diện, không đem theo một món đồ ăn gì hết, không cần phải đem theo quần áo. Chúng tôi có quần áo cho các anh. Các anh chỉ cần lên danh sách và đi trình diện, chỉ có 1 tuần lễ. Để mà vấn đề là kêu bằng là học về tư tưởng của vấn đề là nhà nước mới của chúng tôi là đủ rồi. Mấy ông sĩ quan mà bắt đầu đi lên đăng ký hết trơn, không ông nào trốn hết trơn á, bởi vì nó dăng cái bẫy ra để mà nó gom cho gọn vô mà. Chứ nó đâu có dám nói rằng mấy ông lên trình diện là tôi đưa mấy ông ra bắt bỏ tù. Các ông, một ông là từ 15 năm cho tới 10 năm hoặc thậm chí tôi tử hình luôn ở trên cái vấn đề là cái bằng là đi ra ngoài bắt việc. Nó đâu có nói vậy đâu. Nói như vậy ông sĩ quan nào mà dám đi ra, hiểu không?
Cho nên ùng ùng tất cả quân các chính Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu là lên trình diện. Nó đưa lên từ xe, thằng Lê Dũng nó ngồi nó cười sằng sặc nó nói trời ơi quá ra mẹ nó ra nó ngục quá trời. Quá ra là nó ngây thơ quá, nó đâu có biết rằng mưu đồ của mình như vậy đâu. Nó thảy ra ngoài bắt tới chừng mà nó đưa ra ngoài rồi nó đem vô trong cái rừng nó cho ở trong rỗng rồi. Tao nói các bạn thấy không, ngày mà các ông sĩ quan này đi về tao nói thân bại danh liệt luôn. Đến nỗi mà thế giới người ta mới nói tại sao ác dữ vậy. Những người mà ở miền Nam Việt Nam toàn là những cái người mà có ăn học đàng hoàng không, toàn là tú tài đôi, tức là đại học bây giờ không, người ta mới đi ra ta phục vụ cho cái Việt Nam Cộng Hòa. Chứ Việt Nam Cộng Hòa đâu có mướn mấy thằng trăn trâu như Lê Dũng, đâu có mướn mấy thằng thiến heo như là Đỗ Mười. Cho nên đi vào quân lực Việt Nam Cộng Hòa là anh phải có trình độ, anh phải có tác phong, anh phải có đạo đức đâu đó đàng hoàng, hợp với vấn đề là kêu bằng là những cái gì mà người ta đưa ra cái tiêu chí anh mới được quyền đi vào vấn đề là trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa để anh đứng đây là kêu bằng là lãnh đạo bảo vệ người dân. Nhưng mà rốt cuộc rồi nó nắm đầu ra ngoài, nó cho ăn con trùng cũng ăn, con dế cũng ăn. Tới chừng mấy ông này nhiều ông phát hiện được, biết được cái tánh lật lọng của đảng đĩ rồi, nhiều ông phải chết ở trong cái trại tù luôn. Những cái chuyện này đó đã xảy ra quá nhiều rồi. Các bạn đừng có mắc mưu cái lũ chó đẻ đảng đĩ nữa. Mặc dù Lisa bên đây nhưng mà nhiều người kể cho Lisa nghe đó ha. Nó giả bộ nó giao cho một ông tổ trưởng hoặc là một cái bà nào mà bưng bô cho đảng đó, thì bà cũng giả bộ bà đi tới đó bà chim mồi. Bà nói thôi đây ai ta cũng cống hiến đất hết trơn á, muốn đất nước mình giàu sang hơn. Bây giờ khách nước ngoài nó vô nước mình đông quá rồi, cho nên cự cãi gì. Bây giờ có đất thì kệ đi, nhận tiền nhận tiền, vấn đề là người ta, vấn đề là bồi thường đi. Rồi đi vô trong khu nghĩa địa, trong trong ai cũng ở trong trọng kìa. Nó mới vấn đề là giải tỏa cái nghĩa địa, nó thổi sáng lên đó. Vô trong trọng thì cất nhà, trong trọng ai cũng ở hết trơn à. Cho nên mình ở bên đây mình chống sao chống được. Mấy bà này nghe bùi tai quá, ai cũng nhận tiền rất trợ cấp, mặc dù rằng một mét đó hả, nó bồi thường chỉ có 15.000 đồng thôi cũng lấy nữa, trong khi bán một mét vuông của mình nó cầu mấy trăm triệu mà bây giờ nó bồi thường có 15.000 đồng thôi cũng phải chấp nhận lấy nó. Bởi vì nó đưa những cái thành phần chim mồi vô như vậy đó, rồi dân hiến đất cho nó rồi, rồi rốt cuộc rồi đi vô trong vấn đề là nghĩa địa ở trong trọng, rốt cuộc rồi đất ở ngoài này nó có làm công viên con mẹ gì, nó bán cho nước ngoài để xây lên, nó bán cho nước ngoài để mà làm những cái cơ sở, những cái hãng xưởng, hoặc là nó nâng lên thành đất nền để mà nó xây nhà lầu biệt thự lên để nó bán cho những cái thằng nào mà tàu cẩm đi qua. Khi mà người dân biết được như vậy rồi bắt đầu la làng lên, nổi loạn lên, đi biểu tình thì tao cho mày biểu tình kệ mày, mày đi mày biểu tình năm này qua tháng nọ không ai giải quyết, không ai giải quyết hết. Cho nên các bạn đừng bao giờ mà mắc mưu cái đảng đĩ cả. Nghe chưa? Các bạn đừng bao giờ mắc mưu nha. Các bạn thấy không? Nó dựng lên những cái khu công nghiệp ở tại Việt Nam, thấy không? Nó thải không khí ra ở tại Việt Nam. Rồi bây giờ nó lấy kinh tế Việt Nam, nó đánh lại kinh tế Việt Nam luôn. Nó qua nó thu mua ba cái trái cây Việt Nam, nó về bên bển nó dán cái mác vô một cái rồi nó bảo nó giá bộ, nó nhập từ bên bển qua nó bán giá gấp 2 lần như vậy. Đó là nó về mưu đồ chính trị kinh tế, là nó dùng kinh tế Việt nó đánh sập nền kinh tế Việt đó. Mày không bán cho những cái thương lái người Tàu của tụi tao đó hả, thì tụi tao vấn đề là không có nói đâu. Tụi tao giả bộ qua, tụi tao thu mua giống như là lợn đó, heo vừa rồi các bạn thấy rồi đó. Các bạn thấy không? Đi nuôi heo đi, chúng tôi bên bển là 1 tỷ người, cho nên ở tại Chiết Giang nó bị lũ lụt, cho nên người dân người ta cần thịt heo lắm, cứ việc nuôi cấp tốc lên đi, chúng tôi đưa đồ ăn được kêu qua, chúng tôi bán đồ ăn cho. Mẹ người Việt Nam cứ tưởng thiệt không mà mua đồ ăn của nó, đụ mẹ heo bắt đầu nó nổi điên lên, nó ăn xong rồi nó cắn đuôi cho cục đuôi mẹ nó chơi, nó điên nó cắn cục đuôi rồi. Tới chừng mà nó heo mà vấn đề là lớn lên là đủ tạ đi bán rồi qua, nó ẹo nó không mua vợ bên Chiết Giang của nó đụt thịt heo ăn. Bây giờ không mua thì thịt heo đó phải bán cho người dân Việt Nam ăn. Đâu có đổ thừa tao được đâu. Đừng có nói là hàng hóa của Tàu đem qua nha. Đừng có nói là thịt heo này của Tàu nha. Thịt heo này là tôi bay nuôi chứ bộ. Đúng không? Thịt heo này tôi bay nuôi nè.
Tao tính qua mua nhưng mà bên tao đủ thịt heo rồi, tao đâu có mua đâu. Cho nên tao cho tụi bay nuôi, tụi bay ăn, tụi bay giọng vô đi. Tụi bay tưởng tao khùng hơn tụi bay à, hả? Tao bán thức ăn mà vấn đề là để đồ độc vô để diệt chủng tụi bay. Bây giờ tao đâu có ngục, tao qua tao mua thịt heo của tụi bay để về để giết dân tao đâu. Tao đâu có ngu như vậy. Cho nên tao dụ tụi bay nuôi heo để tao đem những cái thức ăn mà vấn đề là độc, tao qua tao cho tụi bay nuôi cho nó no lớn lên đi. Mặc dù tụi bay trả tiền cho tao thức ăn heo đó đàng hoàng, tao còn dạy cách tụi bay bơm nước làm sao mà làm cho con heo nó càng độc thì nó càng tốt, làm cho con heo nó phải nạc càng nhiều càng dỗi, để mà tới chừng đùng ra một cái rồi tao bỏ mẹ tụi bay hết. Ra bán 20.000 cái thịt heo. Người dân Việt Nam mà những người nào nghèo khổ quá bắt đầu ào ào vô mua thịt heo về ăn, tại vì đói quá mà. Trời ơi, cả năm trời đâu có ăn miếng thịt heo đâu. Bây giờ có được thịt heo rẻ quá trời đem về, tao nói đủ thứ heo trong này ha. Heo kho tàu, heo kho tiêu ha, nấu súp heo ha. Tao nói trời ơi là trời, ăn ăn đi đó, ăn nhiều vô đi. Ăn rồi nó ăn cái mặt tao nói hả tày quậy hết trơn. Nó ăn riết lại tới mặt, những đây là cái bạn nó nhìn thấy ghê, còn có cái lưỡi không mà nằm bắt đầu chờ chết. Bắt đầu mấy ông sư quốc danh chạy tới. Bắt đầu là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Người ta đau thấy mẹ ta chuẩn bị chết rồi, kêu mở miệng ra đi, mở miệng ra nói đi ông nội này. Am nói tiếp đi, gọi giỏi lắm, giỏi giỏi giỏi. Ha Di Ha Đà Phật, A Di Đà Phật đó. Nó vui vậy đó. Trời ơi là trời. Chứ sao? Lisa còn nhận được cái tin đó là bây giờ trong cái chùa mà Hoàng Pháp á, nó nghe Lisa nói chuyện rồi cái nó rải vấn đề là cái bằng những cái tờ đơn, vấn đề là cái bằng là người ta đi cúng chùa, bắt đầu là nó rải những cái tờ đơn ra để mà nó kêu gọi đừng có nghe những cái thế lực thù địch ha, đừng có nghe những cái thế lực thù địch. Cho nên vấn đề là đừng bao giờ mà nghe lời của những thế lực thù địch, mà vấn đề là chia rẽ đoàn kết tôn giáo của người ta. Vui không? Trời ơi, tụi bay tưởng tao đây tao không biết được hả? Hả? Tụi bay chơi cái màn như vậy. Bắt đầu nó dụ như vậy đó, để cho người dân bắt đầu là ào ào đưa tiền vô. Cúng vô. Hả? Tại vì nghe Lisa nói quá rồi, giờ sợ rồi. Thấy không? Lisa ơi, tôi mới nghe được cái tin Ngân hàng Thế giới mới cho Đảng Cộng sản Việt Nam vay 80 triệu Mỹ Kim để phát triển giáo dục. Như vậy có phải ngân hàng đã giúp Đảng Cộng sản Việt Nam duy trì thêm một thời gian nữa không? Có phải Tàu Cộng đã nhúng tay vào chuyện này hay không? Tao nói Thế Giới nó cho mượn thì cứ việc để nó cho mượn đi. Nó cho mượn nó lấy lời mà. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi là trời, nó cho mượn lấy lời mà. Nó ngu dại vậy, nó không có cho mượn. Bởi các bạn yên tâm đi. Nó ra nó cho mượn thì toàn dân Việt Nam trả mà. Có thằng chủ nợ nào mà nó từ bi đâu. Các bạn ở Việt Nam cũng thấy có con nợ nó cho vay mà nó đàng hoàng không? Nó từ bi với các bạn không? Nó cho vay không không? Hả? Vay là phải trả lời. Vậy thôi à. Giống như một gia đình như đó, người mẹ đi vay tiền thì các con phải đi bán vé số, đi làm chết mẹ luôn về để đưa tiền để cho bà mẹ cầm tiền để đóng tiền đức, đóng tiền lời. Vậy thôi à. Bây giờ nó vay tiền về, nó cho bộ nó đưa vô giáo dục, nó chia mẹ trong rốt cuộc rồi nợ công là người dân phải đè đầu ra mà trả. Ở nước Mỹ này một đứa trẻ sinh ra đời tự động nó đã có trên người của nó vấn đề là trên 200.000 đô la Mỹ tiền thẳng dư đó. Ở bên Na Uy cũng vậy, một đứa trẻ đi ra đời thôi đã có 1 triệu đô la ở trên mình của nó, bởi vì cái sản lượng của nó, cái tiền mà vấn đề là ngân khố quốc gia của nó nhiều tới mức độ như vậy. Ở bên đất Mỹ này nó nói về cái hầm vàng của nó rồi đó ha, các bạn yên tâm đi, các bạn đi không hết vàng hột xoàn. Ở bên Mỹ này họ không có thiếu đâu. Bên đây không ai đeo vàng hết trơn á. Bên đây mà muốn giàu á hả là chỉ có coi mày đeo cái hột xoàn cỡ nào. Mày đeo hột xoàn 5 carat trở lên là biết mặt mày giàu hay nghèo. Một là hột xoàn gọi là diamond ở bên Mỹ này. Chứ bên Mỹ này mà các bạn đeo vàng 24 á hả, mà đi ra ngoài đường người ta cười chết luôn á. Bởi các bạn thấy Lisa đâu có đeo đâu. Đeo là phải đeo vàng trắng như thế này là gọi là bạch kim đó. Gọi là vàng mà vàng trắng người ta mới đeo, nó mới sang trọng. Chứ không ai mà đeo vàng mà giống như bên Đông Nam Á của mình mà đập vàng 24 mà đỏ chét đỏ lè đeo lên trời người ta nhìn ta cười dữ lắm. Bên đây một là vàng trắng, hai là đồng đen hoặc là kim cương hột xoàn hoặc là đá quý. Chứ ở bên đây hả, nói tới mà vấn đề là vàng đó, người ta trải ra ở trên cái nóc,
ở trên Atlanta đó, cái nóc nhà mà của ông thống đốc ở Atlanta, Georgia đó hả, tao nói hả, nó mạ vàng 24 cả nguyên một cái, vấn đề là kêu bằng là cái căn nhà đó luôn, cái nóc nhà luôn đó. Mà các bạn biết cái nóc nhà mà nó giác vàng như vậy là các bạn biết cỡ nào rồi đó, giàu tới mức độ nào rồi. Cho nên những cái vàng đó là nó chỉ có ở bên đây, nó chỉ có để trong nhà nó trang trí, hoặc là nó già quá thì nó đưa lên trên nóc nhà nó cho mọi người ban đêm nhìn thấy, nó ánh lên màu vàng như vậy thôi. Cho nên ở Việt Nam cũng có những con nó chạy theo thời cuộc đó. À, nhà nào mà ca sĩ hoặc là người mẫu hay là ai nổi tiếng mà đặt ở trong nhà mà đặt giác vàng đồ kia đó, giác vàng đẹp quá tới chừng trời mưa cái mẹ nó ống cống nó xì lên, mẹ nó ra vô trong nhà ta lấy đồ đạc nó trôi lình bình ta nó vui dễ sợ luôn đó. Đây là cái tật mà ở truồng đeo dây nịt nó vậy đó. À, à. Tao nói về chính trị là nó muốn diệt chủng người dân Việt Nam. Các bạn đi, các bạn suy nghĩ đi. Các bạn suy nghĩ đi. Nó đổi tên Sài Gòn thành trở thành thành phố Hồ Chí Minh. Nó đập mẹ đi cái tượng đài của Đức Trần Hưng Đạo. Rồi người dân người ta tưởng nhớ, người ta lập tượng đài nó cũng làm khó làm dễ. Chỉ thị này của ai vậy? Những thằng ở xã nó ăn ruột rùng rùa, nó đâu có biết con mẹ gì đâu. Chỉ cần ở trên đưa lệnh xuống mà xuống mà làm khó làm dễ thì làm cho người dân sợ. Không có nhà nào mà vấn đề là kêu bằng là thờ Trần Hưng Đạo cả. Vậy mà vô trong nhà là thờ ông Quang Vũ, hay là vấn đề là kêu bằng là mẹ, vấn đề là kêu bằng là Quang Công là thờ rồi nha. Tao coi tuổi coi, mạng ông là Quang Thánh Đế Quân ha, đi ra ngoài thỉnh ông Quang Thánh về treo đi. À, mạng của bà là Cụ Thiên Quyền Nữ, đi ra ngoại thỉnh bà Cụ Thiên Quyền Nữ về, vấn đề là đỡ thờ lên đi, mẹ sanh mẹ độ phải không, à, bà là vấn đề là Phật bà Quan Âm độ mạng, mua bức tượng Phật bà Quan Âm về để lên đi đó. Còn mà như bà Trưng bà Triệu đồ kia đó dẹp mẹ đi, không có ai trong nhà mà thờ bà Trưng bà Triệu mẹ gì chứ, khỏi, dẹp văn quan bên đi. Ở ngoài miền Bắc thì bây giờ còn có vấn đề là cái bằng những cái phong tục là vấn đề là cô đôi thượng ngàn á, cô về cô phát lập phát qua ha 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 rồi kia hả, trong tương lai cũng dẹp mẹ nó hết giờ này, khỏi còn gì nữa. Những cái phong tục mà người Việt Nam ở ngoài miền ngoài đó, nó cầm xẻng mà nó phan trâu, nó chặt trâu, rồi nó cầm dao mà nó xẻ, nó vấn đề là cái bằng là nó xử trảm heo được kia đó. Bắt đầu là thằng Tàu nó đâu muốn kích động làm người dân mà vấn đề là can đảm vậy đâu. Chứ bộ đó trời này ghê rợn quá, dẹp mẹ hết mấy cái phong tục này đi. Bây giờ chỉ có ngồi không mà chúng ta văn minh rồi, người Việt Nam hiền hòa, cho nên Tàu qua có bỏ đồ đập nó mổ bụng cũng kệ mẹ nó đi. Chỉ có ngồi chỗ là bắt đầu là cái bằng nhuộm tóc xanh, tóc vàng, tóc đỏ đó, bắt đầu chạy đi ra ngoài, bắt đầu là kêu bằng là nhảy nhót đồ kia lên là ok rồi, khỏi có tinh thần yêu nước yêu đéo mẹ gì hết trơn. Trời ơi, ngay cả ngày Tết Việt Nam là cái Tết mà vấn đề là cổ truyền của ông bà mình để lại coi theo ngày âm lịch mà nó còn tìm cách nó bỏ mẹ nó vô nó diễn cớ là Tết này là Tết của tao. Cho nên khỏi có mẹ gì ăn Tết này trơn, ăn gộp chung lại cái Tết của Tây cho rồi. Sự tích bánh chưng bánh dày trong dịp Tết dẹp mẹ mày luôn đi. Tháng 2 tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 trồng đậu, tháng 3 trồng cà, dẹp mẹ mày luôn đi, không có tháng giêng tháng mẹ gì hết trơn. Ta không có tháng gì hết trơn. Chỉ cần đàn bà có tháng cờ máu tháng là được rồi, treo cờ máu tháng lên là được hết trơn, khỏi cần mà những cái câu gì mà tháng giêng tháng 2 tháng 3 mẹ gì hết trơn. Đem cái cờ Phúc Kiến về thì bắt người ta treo cùng nhà hết trơn. Còn mà tiểu sử về cờ vàng đồ kia của bà Trưng bà Triệu của thời Việt Nam Cộng Hòa thì không cho treo đâu, sợ lắm. Bởi vì người dân Việt Nam nói tới cái màu vàng là màu quốc túy của người ta mà. Đầu voi cởi ngọn cờ vàng, phất cờ khởi nghĩa hai bà tướng quân là bà Trưng bà Triệu đó. Coi đi, từ thời vấn đề là kêu bằng là lập quốc của mình ra cái tên niên hiệu là cờ gì, có phải cờ nên vàng không? Mà bây giờ nó dám cho đưa đọc mấy cái bài đó không? Dám không? Dạ, mà vấn đề là kêu bằng đó là mẹ, vấn đề là đầu quân phất ngọn cờ vàng, hai bà nữ tướng phất cờ tướng quân không? Đánh cho thằng Tô Định chạy lính quýnh không? Dạ không? Ở huyện Mê Linh có hai bà nữ tướng, bà Trưng Trắc là chị, Trưng Nhị là em. Hai bà lên tượng cầm gươm phất ngọn cờ vàng để mà đánh quân Tô Định, dạ không? Dạ, đăng mấy cái bài đó lên không? Tới cái ngọn cờ vàng cái là dẹp mẹ quăng bên. Cho nên bây giờ tuổi trẻ Việt Nam có biết mẹ gì, biết cờ của bà Trưng mà khởi nghĩa nó phải là cờ vàng. Bây giờ mai mốt nó chọt vô cờ mà hai bà Trưng khởi nghĩa là cờ đỏ sao vàng, cờ máu tháng cũng tin luôn. Bởi vì nó ngục quá rồi đó, mưu đồ chính trị là nó như vậy đó. Đó, mưu đồ chính trị của nó là như vậy đó.
nó diệt trừ như vậy đó, nó diệt từ 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 cho người dân Việt Nam bây giờ không biết một cái đéo gì cả, dẹp hết. Dẹp hết. Bởi cho nên bây giờ càng ngày các bạn thấy sở dĩ năm nay nó không cho đốt pháo rồi, những năm tới nó còn thê thảm nữa. Trong tương lai bây giờ chỉ còn có một ngày mùng 1, trong tương lai khỏi có ngày mùng 1 luôn. Trong tương lai không có ngày mùng 1 luôn nữa. Từ từ nó diệt trừ hết trơn. Pháo bình thường không cho đốt rồi phải không? Rồi bây giờ tới vấn đề là kêu bằng đó là mẹ nó ra pháo bom cũng không cho đốt luôn phải không? Trong tương lai cũng dẹp luôn bàn thờ luôn bây giờ, nó khỏi thờ ông bà luôn vào mùng một Tết luôn. Bây giờ nó kêu là dẹp mẹ nó cái Tết luôn. Đó. Đó. Vậy đó. Cho nên người dân Việt Nam trong tương lai như là con thú vậy đó. Cứ việc làm cả năm vậy đó, không biết Tết lòng què gì trước. Ở bên Mỹ này ta ăn Tết thì ăn theo vậy rồi, xong khỏi có ta ông bà con mẹ gì rước về trước. Ông bà chết rồi là hôi hết rồi, tao không biết ông bà là ai, chúng ta chỉ biết đảng đỉ là được rồi, tao biết thằng chó đẻ Hồ Chí Minh là được rồi, ông bà tổ tiên tao kệ mẹ nó, dẹp mẹ nó hết trơn. Ở Việt Nam thì nó đồng quá đó. Trời ơi, bà đặt lấy hai cái họ chèn vô lúc một, mai mốt nó chơi ba họ vô là khỏi có tên Việt Nam luôn nữa, tại vì ba đời mà. Ngày xưa thí dụ như là con là phải đeo họ cha, thí dụ như Phạm, ba họ Phạm là con bắt buộc họ Phạm, là đặt tên lót là tên gì. Bây giờ tự nhiên á, một người chồng là họ Phạm, rồi người mẹ là họ Nguyễn, cái nó ghép vô là Phạm Nguyễn Quỳnh Hoa, rồi lên động cái đó, mẹ tao thế hệ mà sanh ra cái là Phạm Nguyễn Quỳnh Hoa. Rồi mai mốt bắt đầu là con Phạm Nguyễn Quỳnh Hoa này, nó lấy thằng chồng nữa, thằng chồng nó họ Trần, cái là bắt đầu là Trần Phạm Nguyễn rồi, thành ra thằng con họ Nguyễn không. Rồi mai mốt thằng con nó đẻ nó tới mọi vỏ nữa là Trần Nguyễn Võ Trần rồi, xong mới khóc buộc anh Việt Nam toàn là tên Trần, tên Trần, tên Nguyễn, tên Nguyễn, không không có tên mẹ, nó vui vậy đó. Các bạn thấy không? Đó là chính trị đó. Người ta phải phân biệt nó rõ ràng. Người đàn ông lấy vợ, vợ phải theo chồng. Tại gia tầm phụ, xuất giá tầm phu. Phu, những này là kêu bằng là phu tử tầm tử. Là từ thời ông bà mình để lại rồi. Mà bây giờ đời thời của đảng đĩ tự nhiên chọt mẹ, họ mẹ vô luôn rồi, họ cha vô luôn. Bây giờ một thế hệ này đó thì vấn đề là chỉ dụ cha họ, họ Trần, vấn đề là mẹ họ Nguyễn thì Trần Nguyễn Duy. Rồi thằng Duy này mai mốt nó lấy thêm một con nhỏ vợ nó tên Trần, cái là nó lót tên vợ nó vô nữa là bắt đầu là kêu bằng là họ vợ nó là Trần Nguyễn Võ. Rồi bắt đầu tên nó riết là cái tên Việt Nam nó dài thầm thầm ra gì đó, giống như là Công Tằng Lộ Liễu Trần thì dài. Công Tằng Tôn Nữ Bành Thị Lộ Liễu được kia nó một dọc dài ra, dòng họ nó dài ra vậy đó, tao nói nó vui như vậy đó. Đó. Vậy đó. Mà ở trong nước đó, có người đó tên họ Hồ, rồi đặt tên của con họ là Chí Minh luôn. Nó lấy Hồ Chí Minh lên, nó chửi nó không cho. Nó nói tên của lãnh tụ Hồ Chí Minh không có đặt tên cho con được, cho nên bây giờ là Hồ Chí Mén hay là Hồ Chí Bồ, Hồ Chí Châu, Hồ Chí Chí gì đó, kệ mẹ, Hồ Chí Huy thì lấy đi, chứ bỏ mà lấy tên Hồ Chí Minh. Nước Việt Nam chỉ có một là Hồ Chí Minh thôi, không có lấy tên chung vậy được. Lisa nhận được nè. Trời em chơi cắt cớ chị biết không? Tại vì em đẻ thằng con ra em kêu nó lên em xin lên, tại vì em họ Hồ mà. Em đẻ con trai em lấy tên nó Chí Minh luôn nữa. Đó, em lấy tên Hồ Chí Minh. Bắt đầu lên em làm cái xanh nó nói không được chị ơi, không có lấy tên bác được, không có Hồ Chí Minh được, nó có cách chứ. Bây giờ lấy tên khác đi, họ Hồ mà phải lấy tên khác đi, không có lấy tên vậy. Bà tức quá bà đặt tên của bà, chứ là con của bà là chúng là cái bằng là mẹ Phạm Văn Mạnh đâu kia. Rồi bà về nhà đó bà có chúng chửi thằng Minh như thường. Tại vì ở nhà tên lót kêu Minh mà. Cho nên mới nói mến bà mẹ mày, mày về nhà giùm tao cái Minh ơi, Minh hả, chửi vậy đó. Tại bà cố tình muốn đặt tên thằng Minh để cho bà chửi nó trong gì chứ. Cho nên thằng đảng đĩ nó khôn nó biết mà, trời đất ơi, nó đâu có chó. Chị ơi chị, tới giờ rồi kìa chị ơi. Ờ vậy hả, ok. Vậy thì ngày hôm nay Lisa xin tóm lại nói cho các bạn biết về mưu đồ chính trị của đảng đĩ. Là nó cố tình nó muốn xóa hết tất cả những truyền thống
của dân tộc Việt Nam của mình để mà nó lồng vào chính trị. Cho nên hôm nay Lisa lên để trả lời cho các bạn ở Việt Nam biết rằng là chính trị không phải là 1 cộng 1 là 2, chính trị không phải 2 cộng 2 là 4, mà chính trị nó mờ mờ ảo ảo, chính trị nó khi ẩn khi hiện, chính trị nó thay đổi khôn lường. Có thể hôm nay như vậy, ngày một chút nữa là nó khác đi rồi, đó mới gọi là chính trị nha. Chứ không phải là chính trị mà như các bạn mà ngây thơ mà nghĩ rằng chính trị nói đổi tiền là bây giờ đổi chừng nào, đổi mùng 8 Tết là giờ nào, phải đoàn hoàng hoàng, phải đúng như vậy để cho chúng tôi mới tin. Vậy là còn gì gọi là chính trị? Thằng đảng đỉ nó khùng mà, nó điên à. Nó để cho các bạn biết được nó làm cái gì à. Nếu mà nó khùng, nó điên, nó biết cho các bạn biết nó làm cái gì, nó đâu có cai trị đèo đèo đầu cởi cổ người dân tới bây giờ. Nha, thôi. Xin kính chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình, những này là cái bằng ngày mai sắp tới, chương trình Khai Dân Trí, để Lisa cho các bạn biết được là về như thế nào, để các bạn càng ngày các bạn càng mở mang trí tuệ thông minh ra hơn và có cái nhìn, những này là cái bằng là chính xác hơn về chế độ. Xin cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn mọi người, bye bye.